Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Hoài Mã nha anh em. Hôm nay em sẽ lên cho anh em lô cưa xích gồm các dòng cưa nhỏ và cưa lớn anh em khai thác nha. Đó gồm các dòng Stein và Hitachi, Maruyama và Tanaka anh em nhé. Đó, dòng Stein to nhỏ để anh em có sự lựa chọn anh em nhé. Đó, anh em nào ưng cái cây máy nào anh em có liên hệ qua số điện thoại Zalo là 0345 050399. Đó, hoặc là em liên hệ qua Facebook Hàng Bãi Nhật, hoặc là anh em nhắn tin trên YouTube Hoàng Máy Bãi anh em nhé. Đó, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Hoàng Máy Bãi và trong thời gian qua và luôn ủng hộ Hoàng Máy Bãi. Đó, đây là lô này, hôm nay là em sẽ lên cái lô này là cái mã là TL nhé. Anh em đặt cái cây nào anh em cứ liên hệ qua mã TL1, TL2, TL3 thì đấy, anh em chốt cây nào thì anh em liên hệ qua bên Zalo nha, em sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh em hoặc quay video hướng dẫn cho anh em nha. Và anh em thích gọi video xem máy nào ưng cây nào anh em chốt cái đó nha. Đó, giá trên là em đã, nếu mà anh em chuyển khoản trước là bao gồm phí ship của anh em nha. Còn anh em nào thu hộ anh em nào thu hộ thì chưa bao gồm phí ship vì nó mất thêm tiền thu hộ anh em nha. Đó, anh em nào tin tưởng chuyển khoản trước thì bên em sẽ bao ship cho anh em tận nhà luôn. Đó, phụ kiện kèm theo của nó là gồm một tip mở buji, một tô vít nhỏ và một chiếc rũa anh em nhé. Đó, bây giờ sẽ test từng cây cho anh em xem và để cho anh em lựa cây nào anh em cứ nhắn tin vào bên Zalo giúp Hoàng nha. Đó, toàn hàng hệ, hàng xịn anh em nhé. Kettin, rồi Komatsu, Huana, rồi Echo, Hitachi, rồi Maruyama có hết anh em nhé. Đó, các dòng cưa nhỏ xả gia đình và cưa khai thác được luôn anh em nhé. Rồi bây giờ sẽ test anh em xem cây đầu tiên là cây em sẽ test là hàng dưới đổ lên anh em. Đó, test cây TL14 cho anh em đầu tiên nha. Đó, cây TL14 là cây đầu tiên. Đó, anh em thông cảm, nay Hoàng quay một mình nên sẽ để điện thoại cố định một chỗ và sẽ test cho anh em cây gần nhất là cây TL14 nha. Đó, anh em nào chốt cây này anh em cứ liên hệ qua bên Zalo 0345 050399 nha. Rồi, cây TL14 này là cây Tanaka này anh em. Đó, con này là Tanaka, giật trợ lực. Đó, máy bao tin cho anh em từ A đến Z nha. Đó, anh em xem có bị tối không anh em. Đó, TL14 này. Đó, máy bao zin cho anh em từ A đến Z nha. Đó, quay ngang để cho anh em dễ xem hơn này. Đó, cây này là TL14 giật trợ lực. Đó, con này là nòng 37 ly anh em nhé. Con này xài gia đình thôi anh em. Con này xài gia đình cắt củi lặt vặt thôi. Chứ anh em khai thác mà làm cây to là nó yếu anh em nhé. Đó, máy móc nguyên zin, hình thức còn đẹp. Con này máy còn rất là đẹp luôn nhưng mà giá cũng rẻ. Đó, dòng này là giá rẻ, rất trợ lực. Đó, 2,1 triệu anh em nhé. Xài gia đình cực kỳ ok luôn. Bao ship chuyển khoản, bao ship tận nhà cho anh em nhé. Con này trọng lượng của nó là 4kg anh em nhé. 4kg. Đó, xài gia đình, lam dài 40. Đó, con này là Tanaka nhé. Hãng Tanaka, rất trợ lực này. Con này thì đồ thay thế rất là thông dụng nha. Đó, đời cao, đồ thay thế cực kỳ nhiều. Rồi, cây TL14 nha. Rồi, cây TL13 là con này là Estin 017 anh em, giới thiệu rất là nhiều rồi. Đó, con này thì đồ thay thế thì cái gì có mới luôn nha anh em. Con này lam ngắn, lam dài 30, sử dụng được 25 nha. Em đã gắn xích mới cho anh em luôn rồi nha. Con này là xích mới nên giá 2,8 triệu nha. Đó, dòng 017, con này trọng lượng của nó là 4,5 kg. Đó, 4,5 kg, giá 2,8 triệu, bao ship tận nhà cho anh em chuyển khoản trước nha. TL13 017, máy bao zin cho anh em, xích mới luôn, về chỉ việc xài. Con này lam ngắn, lam dài 30, sử dụng được 25 này. Anh em cắt cây nhỏ là vô tư luôn nha.
017 anh em, speed 017. Rồi, sẽ test sang cây TL 12 cho anh em này. Đó, em sẽ quay với em quay một mình nên sẽ lấy từng cây một để quay cho anh em. TL 12, con này là Stin MS 230 nha. Đó, giá 3,6 triệu, giật trợ lực. Đó, hình thức máy còn rất là ok, trắng sủa. Lam dài 45, sử dụng được 40 nha. Gắn xích mới cho anh em luôn nha. Xích mới là nó sẽ giá sẽ cao hơn xích cũ 100 ngàn anh em nhé. Đó, ốp lam tăng xích tiện lợi này, không cần xài tiếp mở bạn ra. Sau này đổ thay thế cũng rất là sẵn luôn. Đó. Rồi, em sẽ nổ cây này cho anh em. MS230, con này còn nguyên cái tem của nó đây. Đó, mã số của nó là 3268 nha. Ok chưa? 3268, còn nguyên cái ke nó bấm chì đây anh em nên nó không đứt được nha. Rồi, sẽ test nổ cho anh em lại con này. Stin MS230, giật trợ lực đời cao. Rồi, rất ok luôn, MS230 anh em, đời mới nha, giật trợ lực siêu gọn nhẹ. Rồi, con đấy là nòng 40 nha anh em, con 230 này nòng 40, tải lam 45, trọng lượng của nó là 5,5 kg. Rồi, con này là Stin 028AV, bình xăng nhôm anh em nhé. Lam đầu latin dài 60. Đó, lam đầu latin dài 60. Lam zin nhất tin luôn nha. Đó, tổng quan máy móc đây nha. Đó, con này là nòng 44 ly này. Đó. Rồi giá 5,2 triệu. Đó, chuyển khoản bao ship tận nhà. Rồi, xích zin, lam zin. Đồ đạc trong máy zin hết nha. Rồi, em test nổ em xem con này. Con này cái máy lớn anh em khai thác tốt nha. Con này là nặng tầm 6,5 kg đấy anh em. Sắt anh em nhé, xài côn sắt thì nó bền cực kỳ luôn nhưng mà nó hơi kêu một chút, các không êm hiểu là côn bố anh em nhé. Rồi, cây Stin 028 mã TL11 nha. Đó, TL11 giá 5,2 triệu, anh em nào chốt thì liên hệ qua Zalo 0345 050399 giúp em nha. Rồi, em sẽ test sang cây TL10 cho anh em này. Đó, TL10, con này giá 3,8 triệu này. Stin, à, con này Humana 40, con này 40cc anh em nhé. Máy bao zin bao đẹp cho anh em luôn. Đó, làm zin xích zin hết. Rồi đây tổng quan máy móc đây nha. Tem mác còn rất đẹp luôn. Con này là rất là đẹp nha. Mới 90% luôn. Rồi, tem mác còn rất đẹp luôn. Mã số Thụy Điển chính hãng này. Đây này là dòng Humana của Thụy Điển anh em nhé. Con này là khai thác rất là ok luôn này. Đó, khai thác khỏe. Đó, anh em khai thác keo cái đồ là cắt khỏe vô tư luôn. Còn anh em xài gia đình cũng rất là ngon luôn. Giá chỉ 3,8 triệu, bao ship tận nhà. Rồi em sẽ test nổ anh em xem cây này. Rồi, 3,8 triệu anh em nhé. Đó, anh em nào ưng cây Huana này thì liên hệ qua bên Zalo giúp em nha. Rồi, em sẽ quay sang cây TL9 cho anh em này. TL9 là con Komatsu G3007.
cá này nổi tiếng nhất là lắm luôn em nhá. Con này là lam đầu nhọn này, lam Latin, dài 50 phân nha. Đó, xích trung 375. Rồi, G370. Bao đẹp cho anh em, bao zin cho anh em luôn nha. Hàng này thì xài cực kỳ ngon đấy nha. Nó đắt tiền nha, 4.200.000. Đó. G3007, anh em là miền Tây là thích cái dòng máy này luôn đó. Rồi, em sẽ test nổi anh em xem nha. TL9 anh em, Komatsu G3007. Rồi em sẽ test sang cây TL8 cho anh em này. Đó, test sang cây TL8 cho anh em. TL8 là con Sertin 023. Đó, con này là cưa Sertin 023 này em. Đó, Sertin 023 TL8. Con này tay nắm giật to này, có bơm xăng phụ, có xả áp. Đó. Và đã gắn xích mới cho anh em luôn. Giá siêu rẻ chỉ 3.500.000. Đó, Sertin của Đức chính hãng, tay nắm giật to rin nha. Đó, có bơm xăng phụ này, có xả áp này. Đó, ốp lam này tiện lợi này. Xích mới luôn nha. Đó, toàn đồ hàng hệ cho anh em luôn nha. Về chỉ việc sử dụng thôi. Rồi, con này giá 3.500.000 TL8 Sertin 023C. Tay nắm giật to nữa, có cao su trợ lực này, rất là nhẹ, duy nguyên bản. Đó, hình thức máy còn rất ok, đẹp luôn. Rồi, giá 3.500.000 cho cây TL8 nha anh em nhé. Anh em là chốt liên hệ qua bên Zalo giúp Hoàng, bye bye. Rồi, em sẽ test cây TL7 cho anh em, là con Sertin MS200 này. Đó, hình thức máy là nguyên zin liền lạc. Đó, con này là 40, trọng lượng 5kg. Đó, lam dài 40, sử dụng được 35. Đó, lam dài 40, sử dụng được 35, lam zin xích zin luôn. Rồi, giá 3.200.000. Rất là ok luôn. Rồi, em sẽ test nổ cái này cho anh em xem. Giá 3.200.000 cây TL7. Con này xài khai gia đình, khai thác đều ok luôn nha. Rồi em sẽ test sang cây TL6 cho anh em này. Là con Sertin cũng không là con này là Sertin 230 nha. Đó, máy đẹp nguyên zin liền lạc. Đó, nhưng mà con này là xích cũ nha anh em nha, xích zin theo máy. Đó, xích zin theo máy nên giá rẻ hơn. Giá chỉ 3.400.000. Anh em nào thích xích mới bù thêm 100.000 lấy xích mới luôn nha. Đó. Đấy, 3.400.000 là xích cũ zin theo máy. Còn lên xích mới luôn là 3.500.000 thêm 100.000. Đó, cây TL86 đây nha. Đó, máy đẹp, tem mác còn ok này. Đó. Nó mất cái tem chụp giật này thôi. Cái tem chụp giật này bị rớt mất. Rồi. Máy thì quá ok, ok liền lạc luôn. Em test nổi anh em xem, con này giật trợ lực này, 540, lam dài 45, sử dụng 40 nha. Đó, xích zin. Giá 3.400.000, lên xích mới luôn bù thêm 100.000. Rồi. Ah.
rất là đẹp luôn. Lô toàn cây hàng giật trợ lực hàng hệ không ạ? Rồi, test sang cây TL5 cho anh em nha. TL5 là con Stein 024 đuôi nhựa. Con này nòng 42 ly, khỏe hơn 250 anh em nhé. Con này là công suất nó nòng bằng 250 nhưng mà nó xài lốc nhôm nên khỏe hơn. Con này xài làm bánh xe này. Đó. Xích mới. Làm bánh xe xích mới. Đó, máy đẹp. Hình thức máy còn rất đẹp. Giá chỉ 4,5 triệu, bao ship tận nhà cho anh em là chuyển khoản trước nha. Rồi, test nổ con này là nòng 42, trọng lượng của nó là 5,5 kg. Con này 6 kg anh em, này 6 kg, lam dài 50, sử dụng 45. Đã sử dụng 45 anh em nhé. TL5 Stein 024 giá 4,5 triệu. Đó. Con này là thích lên làm latin thì nó bù thêm tiền nha. Còn làm bánh xe nó là giá 4,5 triệu. Làm zin luôn nha, xài rất là ok luôn. Nhẹ máy. Rồi, anh nó nhẹ máy là bởi có bánh răng trợ lực anh em nhé. Rồi, em test lên cây TL4 cho anh em là con Stein 028 AV. Đó. Con này nòng 44 ly. Đó, làm đầu latin dài 50, xích mới luôn nha. Đó, máy đẹp nguyên zin, liền lạc rất đẹp, sơn còn rất đẹp luôn, máy cũng rất là đẹp. Rồi, giá 5,200,000 cây TL4. Đóng nghe lên xăng nó nổ rồi nha. Siêu bền luôn, giá tốt 5,200,000 nha. TL4. Rồi, em sẽ test sang cây TL3 cho anh em là con Maruyama. Đó, con này là cưa tay dài, máy siêu đẹp. Đó, làm còn nguyên chữ Maruyama, chưa xài mòn bao nhiêu luôn nha. Đó. Rồi, rất ok luôn. Con này giá 2,1 triệu nha các bác nhá. 2,1 triệu, chuyển khoản bao ship tận nhà. Rồi, em test nổ cái này nha. TL3. Rất là nhiều. Rồi 2,1 triệu cây TL3. Rồi trên một siêu phẩm là cây Hitachi này đây. Máy mới ken sò beng cho anh em luôn nha. Đó, Hitachi CS35. Đó, máy tuyệt đẹp. Rồi con này giá 2,1 triệu này. Cũng dòng máy nhỏ, xài gia đình thôi. Rồi để em test nổ cái này cho anh em.
đây TL1 cho anh em. Ai gọi cái đó ơi, là con Stin TL1 giá 2,7 triệu, bao ship tận nhà cho anh em. Là con này là Stin 017 anh em nhé. Con này giới thiệu rất là nhiều rồi, làm gì xinh xinh, làm ngắn, làm dài 30, sử dụng được 25 rồi, làm còn rất mới luôn này. Máy còn rất là đẹp. Rồi em sẽ test nổ cái này giá 2,7 triệu nha. Xong cái lô cơ TL này cho anh em rồi. Anh em nào mua hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0345 050399 trên bảng này anh em nhé. Đó, anh em kết bạn qua Zalo, gọi video trực tiếp để em hướng dẫn sử dụng và quay máy cho anh em xem luôn nha. Đó, em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của Hoài Bãi nha anh em. Anh em đăng ký kênh và bật thông báo để nhận video mới nhất của Hoàng. Đó, Hoàng sẽ lên cái video đẹp, máy đẹp cho anh em mua hàng nha. Rồi, cảm ơn anh em.